Thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng, mà đây còn làm nắm say lòng người bởi những nét độc đáo trong bản sắc văn hóa của các dân tộc. Tuy địa hình tự nhiên với bản đảm đảm, với nhiều núi cao, thung sâu, khí hậu không thuận lợi, cuộc sống của đồng bào còn khó khăn, nhưng khát vọng sống của những con người vùng cao luôn được trỗi dậy. Cũng vì thế mà người dân đã làm nên kỳ tích bằng những thửa ruộng bậc thang trong mây, hun đúc lên trí thức dân gian cày trên hốc đá, xe lanh, xe bông dệt vải. Chính họ đã sáng tác những bài hát dân ca, ca ngợi về tình yêu quê hương, đất nước, về tình yêu đôi lứa, hay những điệu múa, những lễ hội dân gian vô cùng độc đáo. Đặc biệt, những bản nhạc được tạo nên bởi những tiếng trống, tiếng chiêng, mõ, tù vả và nhiều nhạc cụ dân tộc khác. Tất cả được cất lên giữa núi rừng cao nguyên đá, tạo nên bản hùng ca âm vang cao nguyên, vừa thổn thức, vừa đắm say lòng người. Thank you.
nói đến đời sống tinh thần của người dân Hà Giang, là nói đến tinh thần đoàn kết, tính cộng đồng của các dân tộc. Đó chính là sức mạnh để người dân nơi đây thực hiện sứ mệnh cao cả, giữ vững biên cương của Tổ quốc. Trong đó, đặc trưng những lễ hội mang tín ngưỡng thờ cúng Tổ tiên, tín ngưỡng vạn vật hữu linh, mong muốn tạ ơn Tổ tiên che chở cho mọi thành viên trong gia tộc mạnh khỏe, làm ăn phát đạt, cũng như răn dạy con cháu phải sống có nghĩa tình, đoàn kết và xây dựng quê hương. Tết nhảy lửa của người Dao với điệu múa chuông đặc trưng của vùng cao núi đất là một trong số đó. Mênh mang núi rừng Hà Giang, quả bông đỏ sắc màu hoa trên áo, chuông ngân vang gọi gió núi mây ngàn, về bản em cùng sắc màu huyền thoại, vui bản em chuông vũ ngân vang. Nhớ lời Bác dặn khi lên thăm Hà Giang, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn khắc ghi trong tim, trở thành kim chỉ nam cho sự phát triển của Hà Giang. Hơn 62 năm vươn lên trong gian khó, thực hiện 8 lời Bác dạy, tất cả đã cho thấy tinh thần cuột cường đầy tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang. Lời Bác dạy đã trở thành nguồn sức mạnh để Hà Giang vượt lên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đem lại cuộc sống ngày càng ấm no cho đồng bào như mong muốn của Bác Hồ. Về thăm biên giới quê ta, ngàn hoa khoe sắc bừng nở ngóng chờ, ngàn vạn dân vui đón Bác Hồ kính yêu. Người là ánh dương tỏa khắp biên cương Hà Giang. Núi rừng vắng
vui sướng nhìn bác cười, bác ăn cần thăm ra hội trẻ, biết đồng bào ta còn nhiều gian khó, tình bác chung tay dựng xây nước nhà, thắm muôn hoa nơi đầu tổ quốc, cho Hà Giang vương vang chân bước. Lời của bác ra mãi ngàn năm, Hà Giang tình yêu bác Hồ Chí quy các giá trị văn hóa tốt đẹp, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, xây dựng nếp sống văn minh, vì một Hà Giang phát triển, bay lên Hà Giang ơi, sắc màu văn hóa cùng dân tộc, tỏa sáng vùng biên, rạng núi sông.